Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là bản tin quốc tế phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Liên minh châu EU hôm qua 24 tháng 4 đã thành lập liên minh thuốc thiết yếu của khối trong một nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt các loại thuốc quan trọng. Sự kiện này diễn ra bên lề cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bộ trưởng Y tế EU ở thủ đô Bruxelles, Bỉ và là một phần trong các hành động nhằm xây dựng một liên minh y tế châu Âu vững mạnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục điểm nóng. Nhưng trước hết mời quý khán giả và các đồng chí đến với những tin nhanh đáng chú ý. Ngày hôm qua 24 tháng 4, lực lượng Houthi ở Yemen đã thừa nhận phóng tên lửa nhằm vào tàu MV Yorktown của Hoa Kỳ ở vịnh Aden và đòn tấn công này đã trúng đích. Ngoài ra, Houthi cũng thực hiện đồng thời hai hoạt động quân sự khác sử dụng máy bay không người lái nhắm vào một tàu chiến ở Hoa Kỳ ở vịnh Aden và một tàu thương mại của Israel ở Ấn Độ Dương. Houthi cảnh báo sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn trong những ngày tới. Dự thảo nghị quyết do Hoa Kỳ và Nhật Bản đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm vũ khí hạt nhân trên không gian vũ trụ, đã nhận được 13 phiếu ủng hộ, trong khi Nga bỏ phiếu phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho hay, Moscow bỏ phiếu phủ quyết là bởi Nga muốn có lệnh cấm tất cả các vũ khí trong không gian, không chỉ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các tân binh Nga ở Crimea hôm qua đã khởi hành đến các căn cứ quân sự được chỉ định để bắt đầu khóa huấn luyện quân sự. Hầu hết trong số họ sẽ phục vụ tại căn cứ của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, nơi xảy ra xung đột quân sự nghiêm trọng với Ukraine trong những tháng gần đây. Hạm đội Biển Đen của Nga đã phải chịu nhiều tổn thất do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Theo một nguồn tin, trong những tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jack Sullivan xác nhận một số lượng đáng kể các tên lửa này đã được gửi tới Ukraine và sẽ còn tiếp tục được cung cấp thêm. Những tên lửa trên thuộc gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 300 triệu đô la Mỹ mà Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông qua vào ngày 12 tháng 3 vừa qua. Nhân chuyến công du Trung Quốc, sáng nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã có cuộc hội đàm với Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh. Trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc có trách nhiệm. Về phần mình, Bí thư Thành ủy Thượng Hải khẳng định sự thịnh vượng của cả hai quốc gia và thế giới nói chung phụ thuộc vào việc Trung Quốc và Hoa Kỳ giữ vững quan hệ tốt đẹp. Trong chuyến thăm chính thức Đức ngày hôm qua, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến thăm doanh trại quân đội ở Berlin, nơi ông gặp gỡ các binh sĩ Đức và Anh. Dự kiến Thủ tướng Anh Sunak và Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ công bố kế hoạch phát triển hệ thống pháo binh bánh lốp 155 ly điều khiển từ xa và thảo luận về việc hợp tác trong các dự án năng lượng. Nhà lãnh đạo Anh hy vọng chuyến đi tới Đức sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác an ninh giữa hai nước sau khi Anh công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng. Cảnh sát Thụy Điển cho biết tối qua một số đối tượng nam giới đeo mặt nạ đã xông vào một nhà hát ở Stockholm và kích hoạt bom khói nhằm vào một sự kiện chống chủ nghĩa phát xít đang được tổ chức. Có khoảng 50 người tham gia sự kiện này. Phản ứng sau vụ việc, Thủ tướng Thụy Điển khẳng định hành vi thù hận nói trên là không thể chấp nhận được trong xã hội tự do và cởi mở của nước này. Ngày hôm qua, một vụ đâm dao xảy ra tại một trường trung học ở xứ Wales thuộc Vương quốc Anh đã khiến 3 người bị thương. Theo cảnh sát, vụ tấn công xảy ra ở trường trung học Amman Valley, cách thủ phủ Cardiff khoảng 100 km. Hai máy bay cứu thương cùng nhiều phương tiện của cảnh sát đã được huy động tới hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ một người được cho là có liên quan đến vụ việc. Thưa quý khán giả và các đồng chí, sau khi Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO quyết định triển khai, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây khẳng định liên minh quân sự không có kế hoạch như vậy. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại Ba Lan hôm 23 tháng 4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh liên minh quân sự này không có kế hoạch mở rộng chương trình chia sẻ hạt nhân hay triển khai thêm vũ khí hạt nhân với các quốc gia thành viên NATO khác. Phát biểu của ông Stoltenberg được đưa ra sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố sẵn sàng để NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại nước này, nhấn mạnh Warsaw ý thức được nghĩa vụ của mình trong liên minh gồm 32 thành viên.
Đây không phải lần đầu tiên Ba Lan đề xuất ý tưởng này. Tháng 6 năm 2023, ông Mateusz Morawiecki, khi đó là Thủ tướng Ba Lan, cho biết nước này sẵn sàng gia nhập chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO. Ngoài ra, Tổng thống Duda hồi năm 2022 cũng cho biết đã đàm phán với Hoa Kỳ về việc để NATO triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của ông Duda đã vấp phải phản ứng từ Thủ tướng Ba Lan đương nhiệm Donald Tusk. Theo ông Tusk, kế hoạch trên là một ý tưởng lớn và bất kỳ sáng kiến nào cũng cần phải đạt được sự nhất trí hoàn toàn và có sự chuẩn bị bởi những người có trách nhiệm. NATO có 3 nước thành viên là quốc gia hạt nhân, gồm Hoa Kỳ, Anh và Pháp. Chương trình chia sẻ hạt nhân được NATO xác định là trọng tâm trong bảo đảm năng lực phòng thủ và răn đe của liên minh quân sự, cho phép bố trí vũ khí hạt nhân tại các nước thành viên không sở hữu năng lực này. Ngoài ra, chương trình có thể bao gồm những hoạt động như cung cấp máy bay hộ tống hoặc máy bay trinh sát để thực hiện sứ mệnh hạt nhân. Trong khuôn khổ chương trình, NATO đã triển khai vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ tới Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2009. Theo đó, Washington có toàn quyền kiểm soát, vận hành các khí tài hạt nhân mà quốc gia này triển khai ở nước ngoài. Theo tuyên bố của NATO, mặc dù chương trình chia sẻ hạt nhân đã tồn tại từ trước khi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT ra đời và có hiệu lực, song tổ chức này tuân thủ đầy đủ các quy định của NPT. Theo đó, Hoa Kỳ đã thực hiện các quy trình nghiêm ngặt để bảo đảm an ninh, an toàn cho vũ khí hạt nhân được triển khai tại châu Âu trong mọi thời điểm. Truyền thông Nga hôm 24 tháng 4 dẫn tuyên bố từ chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân, liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ tại 100 quốc gia nhằm thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, cho rằng NATO sẽ vi phạm mục tiêu của NPT nếu triển khai vũ khí hạt nhân tại Ba Lan. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cũng cảnh báo Nga sẽ có những bước đi cần thiết để bảo đảm an ninh của nước này nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại Ba Lan. Không quân Ấn Độ đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ trên không có tầm bắn hơn 250 km. Thiết bị được thử nghiệm là tên lửa đạn đạo không đối đất Crystal Maze 2 có nguồn gốc từ Israel, còn được gọi là ROX. Crystal Maze 2 là loại tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, ALBM, có thể được phóng từ nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và các loại máy bay khác. Tính linh hoạt này cho phép triển khai nhanh chóng và khả năng thích ứng với các tình huống thay đổi. Không giống như tên lửa trên mặt đất, ALBM không cần gắn vào các bãi phóng cố định, khiến đối thủ khó dự đoán và chống trả hơn. Các nguồn tin cấp cao của Cơ quan An ninh Quốc gia Ấn Độ cho hay, vụ thử nghiệm tên lửa Crystal Maze 2 được tiến hành trên quần đảo Andaman và Nicobar vào tuần trước và từ máy bay tiêm kích Su-30 MKI. Sau khi được phóng đi, tên lửa Crystal Maze 2 đã bay lên trên và sau đó di chuyển về phía mục tiêu với tốc độ cao. Crystal Maze 2 hoàn toàn khác với Crystal Maze 1 được không quân Hoa Kỳ mua của Israel từ lâu. Crystal Maze 2 là tên lửa không đối đất tầm xa mở rộng, được lên kế hoạch sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định và di chuyển có giá trị cao như radar tầm xa hay hệ thống phòng không của đối thủ. Tên lửa này được cho là có hiệu quả chống lại các mục tiêu trong môi trường không có hệ thống định vị toàn cầu GPS, giống như môi trường mà Ấn Độ phải đối mặt trong chiến tranh Kargil. Khi quân đội Pakistan xâm nhập Kargil, Ấn Độ đã yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp dữ liệu GPS, nhưng Washington đã từ chối yêu cầu này. Crystal Maze 2 được cho là sẽ giải quyết bài toán khó khăn này. Bên cạnh đó, với các lựa chọn đầu đạn xuyên thấu hoặc nổ phân mảnh, tên lửa này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất hoặc dưới lòng đất được bảo vệ tốt, ngay cả trong các khu vực được phòng thủ chặt chẽ bằng hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không. Không quân Ấn Độ hiện có kế hoạch tập trung vào sản xuất hàng loạt loại tên lửa này theo sáng kiến Make in India, tận dụng công nghệ mua được từ Israel. Cơ quan phản ứng và chuẩn bị cho tình trạng khẩn cấp về sức khỏe của Ủy ban châu Âu phối hợp cùng với Bỉ, quốc gia hiện đang đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của Hội đồng Liên minh châu EU, ngày 24 tháng 4 đã chính thức ra mắt Liên minh thuốc thiết yếu. Đây được xem là bước tiến trong việc giải quyết và ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt thuốc quan trọng. Được công bố lần đầu vào tháng 10 năm 2023, Liên minh thuốc thiết yếu sẽ tập trung vào chính sách công nghiệp và bổ sung cho việc cải cách luật dược phẩm của EU theo đề xuất của Ủy ban châu Âu EC.
Đây là phản ứng trực tiếp trước lời kêu gọi của hơn 23 quốc gia thành viên về tính tự chủ chiến lược hơn trong lĩnh vực này. Liên minh thuốc thiết yếu hiện có khoảng 250 thành viên đăng ký, bao gồm các bộ của các cơ quan chính phủ, đại diện cho các quốc gia thành viên, các công ty hoặc tổ chức đại diện cho ngành công nghiệp và các tổ chức phi chính phủ. Liên minh thuốc thiết yếu sẽ tập trung nâng cao an ninh, nguồn cung ứng thuốc, tăng cường khả năng cung cấp thuốc. Điều này sẽ góp phần vào một ngành dược phẩm linh hoạt và bền vững hơn ở châu Âu và nguồn cung cấp thuốc an toàn hơn cho người dân. Việc ra mắt Liên minh thuốc thiết yếu là phản ứng mang tính hành động của Ủy ban châu Âu để đảm bảo cho công dân luôn có quyền tiếp cận các loại thuốc họ cần. Đại dịch COVID-19 đã chứng minh tầm quan trọng của hợp tác và đoàn kết châu Âu trong việc chống lại khủng hoảng y tế. Việc tạo điều kiện tiếp cận vaccine cho tất cả công dân châu Âu là một ví dụ điển hình. Liên minh thuốc thiết yếu là trụ cột công nghiệp mới cho Liên minh Y tế châu Âu. Để tăng cường an ninh nguồn cung ứng, Liên minh thuốc thiết yếu sẽ xây dựng các khuyến nghị chiến lược để giải quyết và tránh tình trạng thiếu hụt thuốc. Các khuyến nghị nhằm xây dựng kế hoạch chiến lược nhiều năm, gồm các cột mốc và thời gian thực hiện tương ứng. Liên minh cũng sẽ xem xét khả năng mở rộng các hợp đồng dự trữ năng lực và mua sắm chung có thể được sử dụng để tăng cường an ninh, nguồn cung ứng thuốc thiết yếu. Bên cạnh đó, Liên minh sẽ có cái nhìn toàn diện về chuỗi cung ứng và các thành viên có thể xác định những mối quan hệ cộng hưởng mới để hợp tác hiệu quả hơn, bao gồm cả việc tạo ra các đối tác mới. Tình trạng thiếu hụt thuốc thiết yếu gần đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh nguồn cung ứng trên khắp châu Âu. Trước mắt, Liên minh thuốc thiết yếu sẽ hoạt động trong 5 năm và công bố các khuyến nghị đầu tiên về các hành động cần thực hiện nhằm cải thiện nguồn cung thuốc thiết yếu, dự kiến vào cuối năm. Sự ra đời của Liên minh thuốc thiết yếu là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người dân châu Âu, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của khối trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận các loại thuốc thiết yếu cho tất cả mọi người. Thưa quý khán giả và các đồng chí, tại miền Trung Gaza, những người Gaza di tản đã dựng một chiếc lều từ những chiếc hộp thức ăn rỗng làm biểu tượng của cuộc sống trong thời kỳ chiến tranh và như một thông điệp để gửi đến thế giới bên ngoài. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí. Ý tưởng này sử dụng các lon thức ăn được viện trợ cho người dân Gaza đã qua sử dụng để dựng thành các lều làm nơi gặp gỡ cho nhiều người, cũng như là nơi trú ẩn tạm thời cho những người có nhu cầu. Những hộp sốt đậu và thịt đóng hộp được chát với vữa xi măng theo chiều dọc để xây thành tường, sau đó lợp thêm mái rơm và cửa gỗ. Chúng tôi muốn làm một điều gì đó để truyền tải thông điệp về chiến tranh đến thế giới. Khi đó trước mặt chúng tôi là những hộp đựng thực phẩm rỗng mà trước đó được viện trợ cho người dân ở Gaza và đã qua sử dụng. Vì vậy chúng tôi quyết định sử dụng những chiếc hộp rỗng này để làm lều. Nhóm của An Afifi thường gặp nhau tại chiếc lều từ hộp thực phẩm rỗng này để cùng chia sẻ các sáng kiến và dự án của mình. Họ cũng dùng lều để tiếp đón những người Gaza phải rời khỏi quê nhà do ảnh hưởng của cuộc xung đột cho đến khi tìm được nhà ở. Đối với người dân Palestine đang sống tại khu vực này, những căn lều như biểu tượng hữu hình cho nỗi thống khổ mà những người dân vô tội chịu đựng. Thực phẩm đóng hộp không hề tốt cho sức khỏe, nhưng chúng tôi không có gì để ăn ngoài những hộp thực phẩm đóng gói sẵn này. Khi dạo quanh và nhìn vào những chiếc lều, tôi có cảm nhận những chiếc lều như đang nói lên nỗi đau khổ của người dân Palestine chúng tôi trong hoàn cảnh này. Cuộc xung đột ở Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hơn 2,3 triệu người dân phải di rời khỏi khu vực sinh sống. Với việc gần như toàn bộ hoạt động nhập khẩu thực phẩm thương mại phải dừng lại do ảnh hưởng từ cuộc chiến, hầu hết cư dân Gaza hiện hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ lương thực, thường hầu hết sẽ là những loại thực phẩm đóng hộp.